Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Dòng chảy cuộc đời. Các bạn thân mến, người khôn ngoan là những người hơn người khác một cái đầu. Thành tựu họ có được là do họ dành thời gian để kết bạn với những người có thể giúp họ đạt đến thành công và gạt đi những mối quan hệ có thể ảnh hưởng tiêu cực đến họ. Mặt khác, họ cũng có những danh sách các nơi các chốn không bao giờ nên đặt chân đến, bởi những nơi đó vừa làm lãng phí thời gian lại có thể khiến cho họ mang tâm trạng không tốt sau khi ra về. Đó là những nơi nào các bạn hãy cùng theo dõi trong video ngay sau đây nhé. Đầu tiên, những nơi lạnh nhạt. Dù nghèo hay giàu thì làm người vẫn cần phải có khí phách. Nghèo cũng đừng làm phiền đến người khác nếu người ta không thích. Bởi vì chúng ta luôn niềm nở mà đi đến nhà họ, nhưng làm như vậy chỉ để cho người ta cảm thấy phiền phức, thậm chí đối với bạn còn châm chọc khiêu khích. Thế nên đến những nơi lạnh nhạt sẽ chỉ tổ làm cho mình thêm khó chịu. Thứ hai, những cuộc gặp với bạn bè cũ quá lâu không liên lạc. Không ít người thích đi tụ họp tiệc tùng với những người bạn cũ lâu rồi không gặp. Có lẽ ngoài chút hứng thú đối với một việc quá lâu rồi không làm thì họ cũng chẳng mấy quan tâm đến nhau. Bởi vì nếu thực sự muốn quan tâm xem bạn mình có cuộc sống như thế nào thì tại sao họ lại cắt đứt liên lạc trong một khoảng thời gian dài đến thế? Ngoài ra, trong rất nhiều những buổi họp lớp, khung cảnh chúng ta được thấy không phải là bạn bè lâu năm quan tâm lẫn nhau mà là một đám người có vẻ quen biết đang so sánh và tâng bốc nhau. Thứ ba, những buổi tụ họp nơi mình không hứng thú. Đừng cố ép bản thân mình làm việc mình không thích, ví dụ như đến một buổi tiệc mà bạn không muốn tham gia. Ở những buổi tiệc đó, có lẽ sẽ có vài điều bạn không thích và ai đó bạn không muốn gặp. Việc có mặt ở những nơi ấy là hoàn toàn không cần thiết. Bạn tới rồi cũng chỉ khiến mình thêm khó chịu mà thôi. Mỗi chúng ta không ngừng nỗ lực là để khiến mình hạnh phúc hơn. Cho nên nếu được thì hãy bớt làm mấy chuyện khiến mình không vui đi. Thứ tư, nơi họ hàng xa. Thực tế thì bà con xa sẽ vô cùng lạnh nhạt, ít tình cảm và quan tâm đến nhau. Vậy nên người ta mới thường nói bán anh em xa, mua láng giềng gần. Lúc khó khăn đừng cố liên lạc vì họ sẽ hiểu lầm bạn đang muốn nhờ vả họ. Thứ năm, những buổi gặp mặt toàn người lạ. Khi nhận được lời mời đến một buổi tụ họp nào đó, bạn nhất định phải biết rõ về nó rồi mới quyết định có tham gia hay không. Nếu là đi gặp người quen thì xem mức độ hứng thú của bạn. Còn nếu chỉ toàn người lạ thì bạn nên tỉnh táo suy nghĩ xem sự xuất hiện của bạn liệu có phải chỉ là hòn đá lót đường cho mục đích riêng của ai đó hay không. Bạn có tới buổi gặp mặt đó thì cũng không thể là vai chính, mà thậm chí còn chẳng được yên bình ngồi trong góc xem người ta ồn ào. Thứ sáu, nơi dễ sinh chuyện. Những nơi xô bồ, phức tạp và dễ bị người khác đánh giá không hay, nếu bạn bước chân vào thì tuyệt đối đừng đặt chân đến. Chẳng ai dám đảm bảo an toàn cho bạn cả. Thêm việc chi bằng hãy bớt việc. Người khôn ngoan sẽ không lo chuyện bao đồng, nhất là những chuyện chẳng liên quan gì đến mình. Thứ bảy, những buổi tụ họp ở nơi hỗn loạn đủ loại người. Nếu nhận được lời mời đến buổi tiệc ở những nơi môi trường phức tạp, đủ loại người vàng thau lẫn lộn thì bạn không nên đi, bởi vì các buổi tiệc đó rất hay có kẻ xấu trà trộn. Bạn sẽ gặp phải những chuyện không mong muốn, bị lừa gạt, thậm chí là xảy ra chuyện gì đó có khả năng ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của bạn. Tóm lại, các cụ đã dạy, gần mực thì đen, vậy nên đừng để những việc không tốt và cũng không đáng làm ảnh hưởng đến cuộc sống vốn lành mạnh của bạn. Bạn thân mến, bạn có biết tại sao người khôn ngoan lại luôn thành công không? Nguyên nhân rất đơn giản, họ không đến những nơi không nên đến và không giao lưu kết bạn với những kiểu người không nên chơi. Tất nhiên, những người họ cần gặp sẽ chỉ tập trung ở những nơi nên đến mà thôi. Tiếp tục video sẽ là 5 kiểu người mà người khôn ngoan sẽ chẳng bao giờ thèm giao du, dù chỉ là xã giao. Hãy cùng tìm hiểu xem đó là những kiểu người nào nhé. Loại người thứ nhất, hay lấy bạn ra làm trò cười. Những kẻ này luôn tìm ra được những câu chuyện cợt nhả liên quan đến bạn. Họ làm như vậy một cách thường xuyên, ở bất cứ không gian nào và bất cứ nơi nào. Từ cách bạn ăn mặc, cách bạn đi đứng, cách bạn nói chuyện, những điểm yếu của bạn, những thứ khiến bạn xấu hổ, họ đều lấy đó ra làm trò cười. Họ chả quan tâm đến cảm xúc của bạn. Họ chỉ lấy đó làm khoái chí để có thể tạo ra những động lực cho những lần sau. Bởi trong mắt những kẻ này, bạn không tồn tại. Thậm chí họ còn chẳng quan tâm đến bạn là ai,
con người bạn có giá trị gì nữa. Hãy tránh xa khỏi những kiểu người như vậy. Nếu bạn quan tâm đến họ, sẽ có ngày bạn đấm vỡ mặt họ, hoặc sẽ có ngày bạn phải vào viện vì stress quá nặng. Thứ hai, những người thích nhờ vả. Những kẻ này có thể xuất hiện ở bất cứ đâu, có thể là bạn cùng lớp, đồng nghiệp, bạn bè hoặc anh chị xã hội. Về cơ bản, họ sẽ lấy đi tất cả từ bạn: sự rảnh rỗi, tiền bạc, cảm giác, năng lượng, sức lực. Về cơ bản, kiểu người dạng trên rất thích nhờ vả. Bất cứ chuyện gì mà họ cảm thấy bạn có thể làm được, họ sẽ gọi tới nhờ vả bạn. Rất nhiều người trở thành nạn nhân của những vụ việc này và cuối cùng vì cả nể nên mãi không giải quyết được nợ nần, cũng không dám lên tiếng từ chối. Họ cứ giữ sự khó chịu ấy trong lòng và về lâu dài, nó thường phá hủy luôn mối quan hệ. Thứ ba, người lừa dối, phụ bạc và gian lận. Người lợi dụng tình cảm của bạn, người lừa dối phụ bạc bạn để chạy theo người khác vì những động cơ lợi ích cá nhân, người lợi dụng lòng tốt của bạn để vay tiền, để nhờ giúp đỡ chuyện này chuyện khác, và rồi sau đó một ngày đẹp trời, họ biến mất như bong bóng xà phòng hoặc quay ngoắt thái độ với bạn. Cho dù đó là ai, cho dù sự việc như thế nào, nhưng nếu đó là người lừa dối bạn hết lần này đến lần khác, thì việc dứt áo ra đi chính xác là lựa chọn tốt nhất dành cho bạn. Ngoài kia vẫn còn rất nhiều người tốt, vẫn còn nhiều người quan tâm đến bạn và yêu bạn bằng cả trái tim, chứ không vun đắp tình yêu bằng những lời dối trá giả tạo. Người khôn sẽ chẳng bao giờ để mình bị dính dáng với những loại người này. Thứ tư, những người thích bắt lỗi người khác. Không ai là không có lỗi lầm cả, kể cả những thiên tài và vĩ nhân hàng đầu thế giới, bất cứ ai cũng đều mắc sai lầm. Nhưng nếu đó là kẻ chuyên vạch lá tìm sâu, họ sẽ chẳng quan tâm đến công sức và sự hy sinh của bạn ở 99% kia đâu. Thay vào đó, họ sẽ nêu ra 1% của sai lầm, chưa tốt hoặc chưa hoàn thiện từ phía bạn. Về cơ bản, họ không quan tâm tới bạn làm gì, công sức của bạn lớn tới đâu, hay thời gian của bạn phải bỏ ra như thế nào. Vậy tại sao bạn phải quan tâm đến kiểu người không quan tâm đến mình? Một người quan tâm đến bạn là người luôn nhắc tới những mặt tích cực của bạn và góp ý để cải thiện những mặt chưa hoàn thiện của bạn. Ngược lại, kiểu người bắt lỗi kia chỉ tìm cách kéo bạn xuống mà thôi. Cái đích của những người đó chính là việc kéo bạn đến cái mức ngang hàng với chúng hoặc thấp hơn. Khi đạt được mục đích này, họ sướng lắm, họ coi vậy là thành công viên mãn. Và người khôn ngoan thì đương nhiên không bao giờ thừa thời gian dành cho những kiểu bạn bè tiêu cực như vậy. Bên cạnh đó, người khôn ngoan sẽ luôn tìm đến những người có các đức tính tuyệt vời để có thể giúp đỡ và hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc sống. Đó là những kiểu người sau đây. Người bạn biết đánh giá cao ta, ở vào thời điểm nghèo khổ, vất vả, sẽ tới an ủi, trợ giúp ta. Người bạn có năng lượng dồi dào, tích cực, ở vào thời điểm ta ưu tư, sẽ tới bầu bạn, khích lệ. Người bạn có thể dẫn đường cho ta, sẽ giúp ta bước qua bùn lầy, đi qua tăm tối, để hướng tới những điều tốt đẹp. Người bạn biết phê bình ta, sẽ nhắc nhở ta đúng lúc, đúng chỗ, đốc thúc, giám sát ta, để ta không trở thành kẻ tự phụ. Có một câu nói được rất nhiều người tâm đắc, đó là mây tầng nào thì sẽ gặp mây tầng đó. Bạn muốn là người xuất sắc ưu tú thì trước hết bản thân bạn phải phấn đấu để thật ưu tú cái đã. Chính vì vậy người ta mới nói rằng muốn tìm hiểu xem một người thật sự xấu tốt như thế nào thì hãy quan sát xem người anh ta chơi cùng là ai. Nếu như bạn ưu tú và bạn đến những nơi người ưu tú hay qua lại thì bạn bè của bạn cũng sẽ là người ưu tú.
chắc chắn bạn cũng sẽ học hỏi được nhiều điều bổ ích khiến bản thân mình ngày một thành công hơn.